Ủa rồi bị cái gì mà ngồi sơ sơ cái đầu hoài vậy anh? Có sao không? Sao tự nhiên nhức đầu quá trời không biết nữa. Ôi thời tiết lúc này trời nắng nóng quá hay nhức đầu lắm anh ơi. Hôm qua em nhức đầu bưng bưng cái đầu luôn. Mẹ hôm qua ăn mai mát xa ốc xếp hết liền luôn anh. Cô mai nó mát xa hay lắm. Thiệt hả? Ừ, nó hay lắm. Rồi làm gì chạy đùng đùng vậy? Chạy gì chạy? Tại em chứ ai? Tôi gì? Em nói con Mai nó massage đầu hay lắm. Anh qua bữa anh kêu nó massage giùm cái. Ngay cái khúc mà nó massage nó khum khum cái đầu xuống nè. Thằng chồng nó về tới nó tưởng anh với nó đang hung, nó ngược anh chồng suốt cái quần vậy. Trời ơi, tôi nói vậy tôi kêu ông qua bữa anh kêu nó massage hay vậy? Cho đáng cái đời. Ông hồi thằng chồng nó qua nói anh có nhà nghe chưa? Ăn cơm rồi xỉ răng đã ha. Chứ làm sao? Ăn cơm cũng ăn rồi, xỉ răng cũng xỉ răng rồi. Giờ vô thực hiện nghĩa vụ đi chứ. Nghĩa vụ gì? Vô rửa chén chứ gì. Một đống chén đợi ông ở chổng kìa. Anh gì mà em kêu anh đi rửa chén hả? Anh nói cho em biết nha, đàn ông mà đi rửa chén không khác gì mà ra đường mặc quấy hết em hiểu không? Giờ ông rửa đúng không? Không là không. Ok, bắt đầu ngày mai ăn riêng, ngủ riêng, ở riêng, thử con đàn ông cỡ nào. Em đừng có tưởng em nói vậy là anh sợ em nha. Muốn làm gì em làm đi. Tụi đang nói chuyện ông đi đâu vậy? Đi rửa chén. Anh làm gì vậy anh? Anh đang đo cái ni chân, hồi ra chạy ra chợ mua dép. Rồi sao không đem đôi dép cũ theo mà đo ni chi vậy? Đôi dép cũ nó đứt, anh Dục mất tiêu rồi. Rồi mắc cái mớ gì? Ai điện vậy trời? Rồi rồi, giờ tôi chạy qua mua đôi dép sẵn tao ghé luôn nè. Rồi 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 rồi. Rồi mua dép chưa mà đi giao thông về vậy? Chưa, chạy ra tiệm bán dép rồi mà quên cái ni, chạy về lấy cái ni nè. Trời ơi, khùng. Em nay anh đi nhậu với mấy bạn xíu nha. Mấy nay anh ngủ hoài à, không đi không được. Nhậu gì nhậu hoài? Nhậu nào nhậu hoài? Dậy sớm cho tôi rồi nha. Làm gì em đứng nhìn thấy ghê vậy em? Xong đi luôn đi, dặn về sớm. Mà giờ này mới về, biết mấy giờ chưa? Thì em dặn anh về sớm. Thì em về giờ này về sớm chứ gì nữa. Mới có 2 giờ sáng ngoài đường chưa có ai luôn. Sớm thì đúng nha. Chứ sao chạy? Rồi rồi, mày xong rồi. Anh tập cái gì mà ngày nào cũng tập chân vậy anh? Tập vậy rồi có tác dụng gì không? Giờ thì chưa có tác dụng gì, nhưng mà về lâu về dài á thì nó có tác dụng. Có công mà sắt có ngày nên kim, em hiểu không? Khùng rồi, chú tướng mập mạp không chịu đi tập tạ cho tướng thành cây kim. Khùng gì khùng dữ biết. Đã hôm qua tôi dặn ông rồi, chừng nào có thằng thu tiền điện á lại thu á thì ông hẹn lại tháng sau. Tháng này trừ tiền mua gạo mua đồ ăn vậy mà cũng lem tiền đi đóng. Thì em qua tháng tư mượn tiền đỡ đi, cuối tháng trả lại. Ông á tối ngày lo ăn nhậu hở cái mượn tiền, mượn tiền ai tiền dư cho ông mượn hoài vậy? Ê ê ê, tôi ăn tôi nhậu nhưng mà tôi có công ăn việc làm đàng hoàng, tôi làm ra tiền chứ không phải tôi ở không tôi ngửa tay xin tiền mấy người. Đừng nói kiểu đó. Tôi nói kiểu đó đó còn sao? Giỏi quá, thì mốt tự đi làm kiếm tiền nuôi cái nhà này luôn đi. Vợ. Gì? Cho anh xin lỗi chuyện hôm qua nha, chuyện hôm qua nóng quá. Em cũng tính xin lỗi anh nè, hôm qua em cũng nóng quá. Em có lỗi gì đâu, tại anh hết. Thôi,
Em kiếm chuyện trước mới vậy. Anh nói là tại anh mà trời, con nhỏ này cãi cãi hoài vậy trời. Anh mới cãi gì có ha. Thôi im luôn đi. Ừ.